52 triệu. Chính xác là 51 triệu 999 ngàn đồng. Anh em sẽ có thể sở hữu được quái thú gaming. Đảm bảo cho anh em có thể có được trải nghiệm 4K gaming một cách thoải mái nhất có thể. Và đây chính là quái thú gaming GA35 đến từ Asus ROG. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nghía đào sâu vào chiếc máy này. Ở đây, đến với TNC thì bọn mình sẽ luôn cho anh em xem kỹ nhất rằng nó có gì, anh em sẽ nhận được gì. Rồi, để nói về GA35 thì anh em sẽ thấy là mình vừa tháo hai cái mặt trước và sau, mặt hông cũng như là mặt kính của chiếc máy này ra. Thì đây, có lẽ anh em vẫn đang thắc mắc, nó là PC hay là cái gì, hay là máy đồng bộ, hay là... Vâng, nó là một dàn PC có thể nói là đồng bộ bởi vì là đã được Asus họ lắp sẵn linh kiện cho chúng ta rồi, đầy đủ. Anh em chỉ việc mua về, cắm điện vào, bật nguồn và bật công tắc là anh em đã sẵn sàng để có thể chiến mọi tựa game 4K ở mức setting có thể nói là đáng mơ ước nhất. Rồi, vậy thì chiếc máy GA35 này có gì? Ngoài một cái vẻ ngoài rất hầm hố ra thì linh kiện nó ra làm sao? Chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn nhé. Đầu tiên hãy nói về bên ngoài đi. Như anh em thấy, đây là mặt kính bên của chiếc GA35. Chúng ta sẽ có một mặt kính không quá to nhưng nó rất trong, trong suốt. Anh em sẽ thấy nó hơi mờ bởi vì vẫn còn cái lớp ni lông siêu ở đây. Nếu anh em sử dụng nó, hãy tự nhiên mà bóc ra nhé, hoặc để lại nếu anh em tiếc của. Ở đây thì anh em sẽ thấy chữ ROG màu trắng. Đó, mình sẽ để ở đây để anh em dễ nhìn hơn. ROG. Mặt hông thì cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là một cái tấm kim loại. Nhưng nó hay ở chỗ nó có rất nhiều những cái lỗ thoáng như này để giúp cho cái airflow bên trong máy được tốt hơn. Nhân tiện nói về airflow thì chiếc máy này không phải tự nhiên mà nó dày cộp như này đâu anh em. Mặc dù nếu như mà anh em thấy chỉ cần cắt từ đây xuống thôi, chúng ta đã có một cái vỏ cây mid tower rất là tử tế rồi. Anh em có thể đặt nguồn, đặt các thứ vào hoàn toàn thoải mái. Nhưng tại sao Asus họ lại phải thiết kế một cỗ máy gaming nó dày đến như thế này? Thì tất cả đều có lý do cả. Nhưng mà trước khi đến với lý do, hãy nhìn vào mặt trước trước đi. Anh em sẽ thấy là không chỉ có mặt trước đâu, mà kể cả phần trên này chúng ta đều có sự hiện diện của những cái họa tiết, những cái đường nét thiết kế dạng cắt chéo như thế này. Thì Asus họ gọi đây là wind shear, tức là kiểu như là những cái lưỡi cắt gió ấy. Đó, wind shear, chém gió, tỉa gió, cắt gió, nó sẽ ra như thế này, lấy cảm hứng từ những cái làn gió rất sắc và lạnh buốt thấu xương. Và đó là cái ý đồ của Asus. Anh em sẽ thấy phần giáp phía trước này trông rất gần guốc, trên này thì sẽ là một cái phần trông nó hiền lành hơn một chút với logo mắt cú ROG ở đây. Ở đây thì anh em sẽ có một cái đường LED RGB, tuy nó không quá rực rỡ, không quá sáng, nhưng mà đấy là lý do bởi vì là cái đèn studio mình đang chiếu vào làm nó bị mờ nhạt đi, nhưng nếu là buổi tối nó cũng rất rực rỡ đấy. Ở đây sẽ là nút nguồn, và cái hệ thống LED RGB của toàn bộ chiếc máy này đều có thể sync với công nghệ Aura Sync của Asus. Ở đây thì rõ ràng rồi, nó sẽ là những cái đường cắt, những cái đường lưới để hút gió. Tuy nhiên thì cái phần giáp này nó không chỉ là giáp bình thường đâu, anh em có thể mở ra. Wow, sợ. Và bên trong này sẽ là hai khe hot swap ổ cứng 2.5 inch. Anh em có thể cắm nhanh ổ cứng vào đây như là một kiểu một cái USB vậy. Anh em cứ cắm vào thôi là chiếc máy này sẽ nhận ổ cứng hot swap cho anh em, hot plug. Và anh em có thể trao đổi dữ liệu với tốc độ nhanh hơn cũng như là cái dung lượng lớn hơn rất nhiều, mà chúng ta không phải tốn kém quá nhiều tiền để mua những cái ổ cứng di động. Thường là ổ cứng di động nó sẽ khá đắt bởi vì nó sẽ còn kèm thêm vỏ bảo vệ này, nó còn kèm thêm mạch điện này, kèm thêm mạch Thunderbolt nếu mà xịn, hoặc là USB 3.0 gì gì đấy để anh em có thể cắm vào cổng USB. Nhưng không, anh em chỉ cần mua đúng cái ổ cứng bình thường thôi, ổ cứng 250 mà anh em hay lắp vào laptop ấy, cắm thẳng vào đây xong, rất tiện đúng không? Vừa lưu trữ linh hoạt mà vừa tiện lợi. Tại sao mình cứ quay cái máy này hơi trách vào đây? Bởi vì là mình muốn cho anh em xem cái mặt đằng sau này. Bình thường với những cái cỗ PC mà anh em vẫn thấy Sơn Dâu lắp ở trên TNC Channel thì chúng ta sẽ có một cái mặt lưng nó phẳng và sẽ có rất nhiều dây dợ lằng nhằng chạy ở đó. Và thường là mình lười, mình lắp PC xong mình cứ đóng nắp vào luôn. Nhưng mà đây anh em sẽ thấy chúng ta có một không gian rất kỳ quặc. Tại sao nó lại có nhiều hộp các thứ ở đây nhỉ? Và anh em thấy nguồn đặt ở đây, quạt nguồn quay ra đây. Lý do là bởi Asus đã chia bộ máy này ra thành 3 khoang. Trong đó thì quay lại mặt trước này. Ở đây, toàn bộ bên trong này, anh em thấy mainboard này. Đây là một chiếc mainboard mà lát nữa mình sẽ nói nó là main gì. Nhưng mà anh em thấy mainboard ở đây. Hai ống của tản nhiệt nước All-in-One cho CPU ở đây. Các đồ họa ở đây. Tuy nhiên thì anh em sẽ thấy ở đây chỉ có một quạt hút
gió đẩy ra đằng ngoài và một quạt thổi vào ở đằng trước này. Một quạt thôi nhé. Một hút, một thổi. Thế thì airflow ở đâu ra? Anh em bình tĩnh. Nếu anh em nhìn sâu vào đây nữa thì anh em sẽ thấy là cái rát tản nhiệt của tản nhiệt nước All-in-One nó lại không nằm ở ngay đây. Nó không nằm ở ngay đây mà nó nằm thụt sâu vào trong và nó sẽ thiên về phần sau, phần hộp phía sau của chiếc máy này hơn. Có nghĩa là sao? Toàn bộ linh kiện tản nhiệt trong khoang trước này chỉ có duy nhất một thứ thôi, đó là card đồ họa. Quạt này lấy gió sạch, không khí mát bên ngoài hướng thẳng vào card đồ họa. Card đồ họa thải khí nóng ra qua các khe tản nhiệt ở đây. Khí nóng thường là bốc lên đúng không? Bốc lên, hút ra ngoài, xong. CPU tỏa nhiệt không? Ống dẫn nước tản nhiệt vào rát tản nhiệt và cái nhiệt lượng từ CPU tỏa ra nó ở đằng sau này. Như vậy là hai khoang. Cái khoang thứ ba làm gì? Nguồn. Nguồn cũng sinh nhiệt chứ anh em. Nguồn nằm ở đây. Bản thân việc để nguồn quay mặt sang bên này cũng là một thiết kế rất thông minh. Như anh em thấy đấy, là cái mặt hông của chiếc G35, chúng ta sẽ có những cái tấm lưới như thế này. Đó. Và những tấm lưới này vừa giúp cho cái airflow ở khoang bên này nó được thoáng hơn, nhưng đồng thời cũng giúp cho bộ nguồn chúng ta lấy được nhiều gió hơn. Và nhiệt lượng từ nguồn sẽ được hút vào quạt ở phía này và được thổi ra đằng sau này, gần như không ảnh hưởng gì đến nhiệt độ ở bên trong máy. Như vậy đây là một chiếc máy mà mình thấy có thiết kế airflow cực kỳ thú vị, rất thú vị luôn. CPU nóng ư? Hút gió thoải mái, bao nhiêu lỗ thoáng ở trên nắp này, hút vào đây, thổi lên trên, ra ngoài, quá là mát. Và đó là cái sự thông minh của Asus khi họ thiết kế ra chiếc máy này. Bộ nguồn này sẽ có công suất là 750W nha anh em. Ngoài ra thì ở đây anh em sẽ thấy một cái khối rất lớn ở đây, thì đây chính là chỗ để anh em có thể gắn được những cái HDD 3.5 inch chuẩn lớn ấy, HDD lớn, để anh em có thể lưu trữ được nhiều hơn nữa những tựa game hoặc là những cái file công việc mà anh em muốn sử dụng. Quay trở lại với chiếc máy này, thiết kế của nó vẫn còn rất nhiều điều thú vị. Ở đây thì anh em sẽ thấy mặt trên chúng ta sẽ có 1-2 cổng USB Type-C với chuẩn là SS và 2 cổng USB Type-A cũng là chuẩn SS luôn. Và bên cạnh đó chúng ta có 2 cổng 3.5mm để cắm mic và tai nghe riêng biệt. Và đặc biệt nhất, đã là một sản phẩm thuộc dòng Asus ROG Gaming thì chúng ta có Keystone. Máy bàn cũng có Keystone luôn. Và cái keystone này thì khi anh em mua chiếc máy này thì sẽ được tặng thêm một cái keychain, một cái móc chìa khóa ấy, để anh em có thể tháo cái keystone này ra, lắp vào cái móc chìa khóa đó và mang theo bên người. Khi nào về nhà anh em cắm vào để có thể truy cập được vào những cái file bí mật chỉ anh em biết. Rồi đó là sơ sơ về thiết kế của chiếc máy này. Thật ra là mình không nghĩ là nó sơ sơ đâu, gần như là tất cả rồi đấy. Nhưng chiếc máy này nó còn nhiều hơn thế nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái cấu hình của nó nhé. Hiện tại thì bên trong này đang sử dụng một chiếc mainboard Asus ROG X570, chipset X570 để đi với CPU AMD. Và CPU AMD trong này, anh em đoán xem nó là gì? Với mức giá 52 triệu, anh em mong chờ nó có chip gì? Tuy nhiên không thể nào là Ryzen 3, Ryzen 5, nó phải là Ryzen 7 đổ lên. Và bên trong này là Ryzen 7 5800X. 5800X. Đi kèm với nó sẽ là một loạt những công nghệ hay ho, ví dụ như là PCIe 4.0. Chiếc mainboard này sẽ trang bị cho anh em 4 khe RAM và có khả năng nâng cấp tối đa là 64GB RAM. Và dĩ nhiên rồi, Ryzen 5000 series thì chúng ta sẽ có PCIe 4.0. PCIe 4.0 đi với card đồ họa RTX 3070. Đây là phiên bản RTX 3070 Dual Fan. Dĩ nhiên là với cái không gian vẫn còn rất rộng như này thì anh em hoàn toàn có thể nâng cấp nếu muốn. Và nhân nói đến chuyện nâng cấp ý, thì bộ máy này có lẽ là còn dễ nâng cấp hơn cả những bộ PC mà chúng ta tự build, custom build. Tại vì sao? Anh em thấy đấy, không gian bên trong máy rất thoáng, tản nhiệt nước sẵn có rồi, không thích cả này ư? Mua mấy con Ryzen khác về đập vào quá dễ. Gì nữa nhỉ? Các đồ họa còn quá nhiều không gian để anh em có thể nâng cấp. Và quan trọng nhất là mình thấy tất cả những linh kiện từ cái những cái đầu để cắm đây này, những cái đầu để cắm front panel này, cắm IO, nút nguồn các thứ này hoàn toàn là chuẩn phổ thông và anh em dễ dàng có thể lắp được những linh kiện khác vào để nâng cấp một cách thoải mái. Cho nên nếu như mà anh em mua thời điểm này giá 60 triệu nhưng mà khoảng 5 năm sau anh em thấy rằng nó yếu rồi, nó cũ rồi, thì thay vì mua một cái bộ này mới, anh em chỉ cần mua một con mainboard
Asus ROG mới lắp vào đây. Anh em mua những linh kiện khác thay thế vào đây, tiết kiệm hơn rất nhiều, mà vẫn được hưởng những cái sự tiện ích đến từ cái hệ thống tản nhiệt rất là tuyệt vời này. Rồi, đó là gần như tất cả mọi thứ mình muốn chia sẻ với anh em về thiết kế cũng như là về cấu hình sơ của chiếc máy này. Vậy thì chiếc máy này sẽ mang lại một cái hiệu năng thực tế trong gaming cũng như những tác vụ khác như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau test trực tiếp nhé. Nhưng mà trước khi test trực tiếp thì vừa nãy đoạn intro của video này anh em thấy mình đâu chỉ có mỗi cái máy này không đâu, đúng không? Chúng ta còn rất nhiều nữa. Ở đây mình sẽ có một chiếc màn hình gaming cong đến từ Asus ROG luôn. Đây là chiếc màn hình gaming Asus ROG XG27V, một chiếc màn hình có kích thước là 27 inch cong. Mà màn hình của Asus mà cái dòng XG ấy, thì anh em biết ấy, là chúng ta có một cái đèn projector ở dưới chân đế này chiếu xuống bàn, cực ngầu luôn. Màn hình thôi chưa đủ nhỉ, chúng ta cần gaming gear nữa mà. Gaming gear thì chúng ta có bàn phím. Đây, ROG Claymore V2. Claymore là cái gì nhỉ? Là làm mìn à? Chúng ta có chuột gaming ROG Gladius phiên bản 3 với kết nối không dây, mà không dây hai kiểu luôn nhé. Chúng ta có 2.4G và cả Bluetooth luôn. Một con chuột gaming mà theo mình thấy là một cái sự cải tiến rất là đáng giá đến từ Asus, với một thiết kế tương đối ngon, gọn gàng, công thái học, kết nối quá đa dạng, đặc biệt phù hợp cho những anh em nào thuận tay phải cũng như là fanboy của ROG. Không chỉ thế đâu, chiếc chuột gaming này nó còn hay ở chỗ là có hot swap cho switch, và Asus họ tặng sẵn chúng ta ba cái switch để anh em có thể thay. Và cuối cùng, phím chuột ngon rồi, anh em sẽ cần đến một cái tai nghe nữa. Và đây là tai nghe ROG Strix Go 2.4. 2.4 ở đây là gì? 2.4 là gì? Là 2.4GHz đấy anh em. Đây là một chiếc tai nghe không dây nữa, và việc sử dụng cái kết nối chuẩn 2.4GHz thì sẽ đảm bảo cho anh em có được một cái kết nối nó độ trễ cực thấp và chất lượng âm thanh thì miễn phải bàn. Ở đây là chiếc hộp của nó, rất gọn đúng không? Chúng ta còn có một cái túi con ở đây nữa này. Hơi tiếc là thiếu cái dây quai đeo nữa, nhưng mà mình nghĩ là để trong vali đồ đạc anh em mang đi mang lại được rồi. Ở đây thì anh em sẽ có dây này, có mic rời này, và chiếc tai nghe chúng ta ở đây, rất gọn gàng. Và cái đầu dongle kết nối của nó thì nằm ở đây, và nó sẽ phù hợp cho những game thủ đi thi đấu, đi lưu đấu, nó cũng gọn gàng nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào việc. Và vì đây là một cấu hình gaming PC cực kỳ khủng với Ryzen 7 5800X cùng với cả RTX 3070, cho nên không có lý do gì mà chúng ta không chơi những tựa game mà hỗ trợ đầy đủ những công nghệ mạnh nhất và mới nhất. Ví dụ như là, anh em biết game gì rồi, Cyberpunk 2077. Và hiện tại thì cái khung cảnh mà chúng ta đang test ở đây là một cái pub, một cái quán bar, rất là nhiều ánh sáng các kiểu. Hiện tại FPS khi mà đi vào những cái môi trường kiểu như này anh em thấy là nó khoảng 50. Thật ra với RTX 3070 thì mình sẽ kỳ vọng một cái mức FPS cao hơn. Nhưng mà khoan đã, anh em cùng nhìn một chút nhá. Ở đây thì chúng ta đang có nhiệt độ của card đồ họa tương đối mát, khoảng 65 độ C. Mức độ hoạt động không phải là quá nặng nhọc gì cả, 77%. Đó. CPU thì cũng vậy, hoạt động khoảng chưa đến một nửa, nhiệt độ cũng rất mát. Nói chung là hiện tại thì cái bộ cây này mình đang đóng kính, nói chung là airflow rồi các thứ nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái tác động gì từ vật lý từ ngoài môi trường cả, cho nên anh em có thể yên tâm. Nhiệt độ phòng mình hiện tại nó rơi vào khoảng 25-26 độ, không phải là quá mát mẻ nhưng cũng không quá nóng, nói chung là bình thường cho những cái bài test kiểu như này. Thì quay trở lại với cả FPS, anh em thấy đấy, khi mà mình chạy ra ngoài thì FPS chúng ta có được một cái sự tăng lên. Đó, rõ ràng rồi, cái môi trường bên ngoài khi mà chúng ta có những cái kiểu render khác, những vật thể khác thì nó sẽ khác so với cả bên trong. Nhưng mà quan trọng nhất là cái setting mà hiện tại mình đang chơi, nó là Graphic Max Setting. Nó hiện custom nhưng anh em nên nhớ đây là Max nhá. Và Ray Trace Lightning mình cũng để Ultra, bây giờ mình sẽ để cao hết có thể nhá. Thật ra thì khi mà Ultra và Psycho thì nó cũng không hẳn khác biệt quá nhiều đâu. Đó, ngay lập tức anh em thấy FPS nó cũng xem như vậy. Nhưng nếu như mà anh em muốn tối ưu hơn nữa về FPS thì dĩ nhiên rồi, nếu anh em biết đến công nghệ DLSS thì hãy bật nó lên. Bởi vì ở đây là một công nghệ giúp chúng ta có thể tăng được cái FPS của game. Nhưng mà đánh đổi một chút là cái chất lượng hình ảnh nó sẽ thế nào đấy. Bây giờ mình chỉ cần đổi sang Balance thôi, để cân bằng giữa cả độ đẹp và FPS cao. Thì thật ra Balance nó cũng không phải là một cái chế độ thông minh cho lắm. Anh em thấy đấy, FPS nó không tăng nhiều và nó vẫn đảm bảo hình ảnh chúng ta đẹp.
Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với PUBG, một cái tựa game mà dạo gần đây mình lại thích test lại bởi vì là nó lại mượt hơn rất là nhiều rồi. Và anh em có thể thấy là hiện tại thì với cấu hình này, mình không có gì mà không tự tin bật nó lên mức setting Ultra Render Scale 100%. Và hiện tại chiếc màn hình này mình đang sử dụng, nó sẽ có độ phân giải là Full HD cùng tần số quét là 144Hz và mình sẽ không khóa cái gì cả. Thậm chí anh em cứ thử 120% đi. Rồi, và FPS chúng ta kể cả với mức render scale 120% cho anh em một cái chất lượng hình ảnh phải nói là cực kỳ tuyệt vời, độ sắc nét rồi chi tiết các thứ đều cực đỉnh, thì game này nó vẫn rất mượt. Anh em thấy không? Cái mức FPS mà chúng ta đạt được này, nói chung là ấy, cái mức này thì anh em không cần phải suy nghĩ. Đi về. À, thôi bạn ơi. Rồi. Ok, lâu chơi hơi gà thì anh em thông cảm. Nhưng mà đấy, nói chung là FPS chúng ta kể cả 120 max setting, 120% render scale thì chúng ta vẫn quá mượt mà, có lẽ là không cần phải nghĩ nữa, đúng không? Như vậy là có lẽ chúng ta đã cảm nhận được phần nào là cái cỗ máy này chúng ta có thể gaming đỉnh thế nào rồi, đúng không anh em? Dĩ nhiên là cái tựa game Cyberpunk 2077 thì nó vẫn là một cái gì đấy mà khá thách thức với những chiếc card đồ họa từ 3070 trở xuống, 3080 chúng ta sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng mà không sao cả, quan trọng là với một cấu hình mạnh như này, với một con CPU rất là đỉnh cao như là Ryzen 7 5800X thì anh em sẽ còn làm được nhiều việc khác. Và liệu rằng con CPU này nó có bị nóng quá, tụt xung hay là tụt điện hay không thì anh em có thể nhìn vào đây để chúng ta có thể thấy. Đây là một cái biểu đồ mà mình đã chạy hai phần mềm, màu đỏ đây là Prime 95 và màu xanh lá cây là Cinebench R23, mỗi cái mình chạy trong vòng 10 phút. Thì anh em sẽ thấy là Cinebench R23 chúng ta sẽ có một cái mức tiêu thụ điện năng thấp hơn nhá. Với peak của nó chỉ là 128.9-129W thôi, khoảng 130W. Nhưng cái xung nhịp nó lại cao hơn. Lý do bởi vì sao? Bởi vì anh em nhìn xuống đây nhá. Ở dưới này là cái biểu đồ nhiệt độ này. Nhiệt độ của die chip của khi mà mình chạy Cinebench R23 ấy, nó chỉ khoảng cao nhất là 77 độ C mà thôi. Còn lại thì giữ ổn định khoảng 75 độ. Còn với Prime 95 thì anh em biết đây là một cái phần mềm mà nó bào CPU chúng ta đến cái mức độ như nào, và nhiệt độ của nó là 90 độ C thẳng hàng luôn, bằng phẳng ở 90 độ C, nhiệt độ rất cao. Như vậy có phải là hệ thống tản nhiệt chúng ta làm việc không tốt không? Không, bởi vì là để chạy đến 90 độ C thì Prime 95 nói chung là nó là một cái ứng dụng để stress test rất là kinh khủng. Nhưng mà đổi lại nhá, anh em nhìn mặc dù nhiệt độ cao nhưng điện năng của nó không bị giảm. Bình thường với những cái tác vụ kiểu như là nếu như ở mainboard chúng ta cảm thấy là CPU nó đang ngốn điện quá, nó đang ăn kinh khủng quá thì nó sẽ giảm điện năng tiêu thụ xuống, giảm xung xuống để đảm bảo là CPU nó không bị nóng. Nhưng mà không, đây với 90 độ C coi như là đã gọi là hết cái giới hạn của AMD Ryzen rồi, 90-95 độ, thì đấy, điện năng tiêu thụ vẫn đỉnh cao 152W, trung bình 150W, tức là nó cứ 100 trên 150W chạy đều, xung nhịp cũng vậy, đều. Còn ở dưới này thì anh em sẽ thấy là cái biểu đồ tốc độ quạt. Với Cinebench V23 thì quạt nó cứ lên xuống tùy theo cái mức độ hoạt động, tùy theo điện năng tiêu thụ đó, lên một chút này, nhiệt độ cao thì nó lại lên. Còn đây, Prime 95 thì quạt cứ mắc mà chơi 2400 RPM. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta có thể thấy được rằng là cái hệ thống tản nhiệt của cấu hình này được ASUS trang bị một bộ tản nhiệt nước All-in-One có tốc độ quạt rất là cao, 2400 RPM. Tản nhiệt nước All-in-One nha. Đây là một tốc độ quạt tương đối khủng khiếp để đảm bảo cho chúng ta những cái tác vụ khác có thể mượt mà cũng như là mát mẻ nhất có thể. Và bằng chứng đã chứng minh cái điều đó là khi nãy anh em thấy mình chơi game ấy, kể cả là Cyberpunk 2077 hay là PUBG thì đều có một mức nhiệt độ CPU phải nói là rất ấn tượng. Tuy nhiên mình muốn làm một cái bài test nữa, đấy là kiểu như là mình đặt là cái nhiệt kế ở bên trong từng khoang máy để xem là nhiệt độ ở bên trong khoang như thế nào, nhưng mà có lẽ là lười với sợ video dài cho nên mình sẽ thôi không làm nữa. Dù sao thì ASUS họ cũng đã thiết kế cỗ máy ROG GA35 này với cái những cái khoang nhiệt cách biệt như thế rất là thông minh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái bài test nữa để thể hiện cái hiệu năng của cỗ máy này, đó chính là Cinebench R23. Thì ở đây anh em có thể dễ dàng nhìn thấy cái điểm số của R23. Thật ra thì cái bài test này nó lại có một số sự khác biệt so với là khi vừa nãy mình chạy test. Đấy là đây, cái điểm khác biệt nó nằm ở đây. Đó chính là phần mềm Ryzen Master. Mình đã sử dụng cái phần mềm này và mình để ở Creator Mode Auto Overclocking, tự động hoàn toàn, không làm gì cả.
mình chỉ bấm đúng vài cú click chuột thôi, mình vào creator mode auto clocking, overclocking, sau đó ấm apply, sau đó mình chạy thế thôi. Nhưng mà cái kết quả mình đạt được lại khá là bất ngờ đấy. Bởi vì đầu tiên nhá, anh em hãy nhìn vào điểm số trước đi. Manticore 14.697 điểm, single core 1.596 điểm. Đây là một mức điểm số tương đối cao, nhưng cái điểm ấn tượng khi mà mình chạy ấy là cái xung nhịp của CPU cũng như là GPU. Mình quên mất mình không chụp màn hình lại, nhưng mà mình có chụp màn hình một cách thủ công anh em ạ. Khi mà mình chạy Manticore ấy, thì xung nhịp của cỗ máy này nó sẽ lên tới là 4.4 GHz. Đấy, Manticore on core 4.4 thì auto như vậy mình thấy cũng bình thường, không quá ấn tượng. Nhưng khi mà mình chạy single core thì theo như thông số của nhà sản xuất, con CPU Ryzen 7 5800X sẽ có xung boost là 4.7 GHz. Đó, anh em nhìn số 4.7 đấy không? Up to 4.7. Nhưng khi mà mình chạy với overclocking auto, anh em có thể thấy là ở chế độ đơn nhân nó có thể lên tới 4.8, thậm chí là hơn. Mình chỉ chụp nhanh cái khoảng này thôi, mình chụp bằng điện thoại hơi quê một tí. Anh em có thể thấy khi mà chạy đơn nhân thì nó sẽ chỉ có những cái core nào mà mạnh nhất của CPU này chạy mà thôi. Và có lẽ là những cái đoạn test vừa nãy mới chỉ gọi là sơ qua thôi, và anh em vẫn còn muốn mình làm nhiều thứ hơn với cấu hình này để anh em xem là nó có thật sự mạnh hay không. Và cá nhân mình đánh giá là với Ryzen 7 5800X cộng với RTX 3070 thì bản thân cái cấu hình nói lên thôi đã kiểu nó đã tự nói lên chính nó rồi, nó đã rất là mạnh rồi. Nhưng quan trọng nhất là anh em muốn biết giá tiền đúng không? Thì hiện tại cái cấu hình này anh em có thể pre-order tại TNC Store với mức giá là khoảng 52 triệu đồng. Vâng, 52 triệu. Nếu như mà anh em bảo là ui dồi ôi, tiền đấy tôi đem build máy gọi là custom nó thoải mái hơn nhiều, rồi thì tôi cầm tiền tôi đi mua những cái gì tôi thích nó khoái hơn nhiều. Đấy là anh em chưa thích đúng thứ thôi. Cái lợi ích của một cấu hình đồng bộ thì ngoài cái việc đây là một cái dàn PC, một cỗ máy được Asus họ thiết kế rất là thông minh theo cái kiểu gọi là các cái khoang nhiệt độ riêng, airflow riêng ấy. Cái đấy là cái mình thích nhất ở cái bộ máy này. Nhưng còn sự đồng bộ nữa, sự đồng bộ đến từ tất cả các linh kiện bên trong giúp anh em có thể sử dụng được Armory Grade. Và nó không chỉ là bình Armory Grade kiểu bình thường đâu. Anh em bấm vào device, anh em sẽ thấy 1 tỷ thứ ở đây. Nào là system này, mainboard này, keystone nhá. Anh em sẽ có bàn phím ROG Claymore 2 này, chuột ROG Gladius 3 wireless này, rồi thì chúng ta có cả tai nghe ROG Strix Go nữa, ROG Strix Go, và đây có cả treo tai nghe rất tiện lợi cho anh em luôn. Và cái sự đồng bộ này nó không chỉ dừng lại ở việc là anh em có thể sync mọi thứ ở trong Armory Grade một cách rất dễ dàng, mà nó còn có một thứ mà mình thấy rất thích, đó là anh em thấy đấy, bàn phím không dây, chuột không dây, tai nghe không dây, thiếu mỗi cái màn hình không dây nữa thôi. Nhưng anh em có thể kiểm soát pin của chúng chỉ bằng một cú click chuột. Anh em nhìn thấy luôn là hiện tại bàn phím đang được kết nối bằng 2.4, chuột kết nối Bluetooth hoặc 2.4 nó cũng sẽ hiện ở đây luôn, và tai nghe dung lượng pin bao nhiêu, tất cả mọi thứ rất tiện đúng không? Và đó chính là cái lợi ích khi mà anh em sở hữu những cái linh kiện đồng bộ. Và nếu như mà mình tính sơ sơ, anh em thầu tất cả mọi thứ ở trên cái bàn này thì nó rơi vào khoảng hơn 70 một tí đấy. Nhưng mà đổi lại chúng ta có được sự đồng bộ cũng như là cái cảm giác thoải mái và an tâm, không phải nghĩ gì cả, anh em không cần phải đau đầu ui chip gì, ram gì, main gì, cạc gì, nguồn bao nhiêu, không cần phải nghĩ, một phát tất cả mọi thứ ở đây rồi đúng không? Và đó có lẽ là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với anh em. Không phải tất cả, vẫn còn chưa hết đâu anh em. Nếu như mà anh em pre-order cỗ máy gaming cực đỉnh đến từ Asus ROG này tại TNC Store thì sẽ nhận được những phần quà tặng cực kỳ hấp dẫn. Đầu tiên đó là một bộ chuột và pad chuột, chuột M3 và pad chuột P1 đến từ thương hiệu Tough Gaming cũng của Asus luôn. Và anh em sẽ có cơ hội nâng cấp SSD lên thành 2TB Gen 3 với mức giá chỉ 1.9 triệu. Vâng, 1.9 triệu, chưa đến 2 triệu mà nâng được SSD từ 1T của con này lên thành 2T, quá hấp dẫn đúng không? Còn chần chừ gì nữa, hãy đến ngay với TNC Store và pre-order em nó luôn với mức giá 52 triệu đồng. Còn nữa, chưa hết, nếu anh em quan tâm đến vấn đề bảo hành máy to như thế này mỗi lần đem đi bảo hành thì mệt phết nhở? Anh em đừng lo, cỗ máy chiến game cực đỉnh này được Asus
hỗ trợ bảo hành tận nhà. Chỉ cần có bất cứ vấn đề gì, anh em alo một phát sẽ có kỹ thuật viên đến tận nhà hỗ trợ cho anh em luôn. Quá ngầu đúng không? Còn chần chừ gì nữa? Pre-order luôn thôi. Video bây giờ là hết thật rồi. Hết thật rồi. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Có câu hỏi đặt ở dưới phần bình luận nhé. Bye.